Dẫu mày ơi, đây là cuộc đời mày uống vô thì cuộc đời mày thôi đi đâm. Mày thô, mày dây, mày quỷ hại cả thân. Mày chết ở đây cả chôn thân. Mày còn tao lợi mày, còn tao con chết của con kể. Mà còn tao đồng đồng hơn vườn kia tao, còn tao đem ra chợ trời nó mang. Quân dân tao nó đang đường 500, áo quần tao đất ai thèm mà ta có. Về cõi mình đã gây ra, cuộc ở đây cũng đã đổi đời. Chỉ mà chân mặt ai kia. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ trên cái đoạn đường từ huyện Châu Thành của tỉnh An Giang về lại thành phố Long Xuyên á, thì Bùi Hồ bắt gặp một hình ảnh khá là quen thuộc, đó là anh Cường khiếm thị đàn một tay cô bác quý anh chị. Và đây là hình ảnh anh đàn ở trong đêm này cô bác quý anh chị. Thì thấy cũng là lạ, và Bùi Hồ ghé đây gặp anh đang đứng đàn ở đây nè, để chắc bán hoa quẹt giống như lúc trước hay sao á. Anh đang đàn, anh cũng chưa hay Bùi Hồ tới nữa. Đàn chân, đàn chân nghe bản chân ghê. Ồn quá, tiếng xe ồn quá. Bài đó bài gì anh? Phát hoàng thiên đó. Phát hoàng thiên mà ta kêu là phát hoàng trời đó. Anh nhớ em không? Nghe tiếng em anh biết không? Dạ, biết rồi. Biết tên gì không? Tên Bùi Hồ TV đó không? Dạ, ổ bán dạ. Buổi tối nữa hả anh? Dạ, bữa nay chắc chiều có nhà hứng là thầy đứng làm lai gai đây có được gì không? Sớm giờ bán được cái nào chưa anh? Mới ra tới rồi chứ. Dạ. Vừa đàn giờ vừa hát nghe anh Cường ơi, người ta mơ giọng hát anh quá. Hát nha, hát cái bài này. Đông đổ như mây đầy tiêu trong một đời. Về cõi mình đã gây ra.
bài đó là lớp năm hai trong vở tuồng Tô Anh Nguyệt đó. Hay quá. Một hai câu giọng cổ đi anh Cường. Một hai câu giọng cổ ha. Cái này nằm xóa câu hừng đông mây đất nhìn xung quanh con thấy là rồi đang sông mút tươi để trong giây lát thầy gom hết lại cho con coi nào đã đắng cất muốn gần ta. Con nghe thầy nói mà lòng con hay sợ thầy làm sao điều ấy bao giờ. Thầy mới bảo con tôi sống tháng này coi thử ra sao. Con cái đèn dân đời chiều theo đi tôi. Trời ơi mọi thứ lần đầu sao quá vui tân. Hồn dối dàng trở nên thầy lại tay đè con chờ. Thầy con ngó về đâu con sợ thầy đi chạy quá cho con mới được nhẹ nhàng. Nhớ thầy con mới kể xong vào đêm mây nuôi nhớ thầy dẫn đi. Còn lòng em chờ tự đi tìm ai có con thế thì đông nào. Tên gì anh Cường? Bài đó là cái bài Đức Thầy Dạo Dục Bảy Núi vậy đó. Ai sáng tác hả anh? Cái bài này thì nghe ba ca mình thuộc thôi. Chứ mình không có chi vô lên mạng coi cái bài này có ai sáng tác nữa. Chưa có... Mà anh Cường, tại sao anh đứng ở đây anh đàn mà anh không về thành phố Long Xuyên á? Hồi đó thì có ở thành phố Long Xuyên. Hồi đó thì ở thành phố Long Xuyên lâu rồi, bắt đầu mới về nhà trọ lên trên này nè, rồi làm vòng vòng khu vực trên này, chứ hồi đó cũng có chứ nữa. Dạ. Anh có đi thường đi đàn cho quán đồ không anh Cường? Cũng có chứ. Rồi lúc đó ở dưới Long Xuyên cũng đi vô trong cầu Tổng Thắng đồ trống á. Dạ. Có mấy quán cà phê đồ này nọ đó, rồi mình cũng đợt lai gai trống. Hồi đó giờ đàn chị thì có bao giờ gặp sự cố không? Sự cố là sao? Sự cố như người ta hát cái này kia. Có mình đi bán ban đêm á thì hồi lần á thì có bán ban đêm đó rồi, nhưng mà cái cặp sự cố là coi như là mấy ông nhậu xỉn đồ này nọ, mấy ông đập đồ đập đạc của mình hư, nhiều khi ông liện micro mình đồ này nọ, mà một cái mi vậy thì nói chung ra nó đi liền với cái lo, mà nếu ông liện cái mi thì tốt nhất ông liện luôn cái lo còn gì nữa, tại cái mi mình xài chung mà. Ồ á,
đập lo đập cổ rồi nó nhậu tỉnh quậy vô cũng đập vậy đó. Trời. Bởi cho nên giờ không dám đi ban đêm nữa, ít lắm không có dám đi. Là vậy đó. Là mấy cái chỗ mà nhậu mình đàn phục vụ cho ta ha. Phục vụ á, tại người ta kêu mình vô đồn đó rồi cái ta lấy mi mình này nọ ta đập là ta phá rồi nọ thôi, ta không trả mi lấy gì đâu mình ấy. Rồi lúc đó buồn dữ không? Thì buồn cũng làm gì được mấy ổng giờ. Chứ sao giờ buồn cũng đâu có làm gì được. Dạ. Đó, bởi vì gian chân lắm, cái nghề văn nghệ này nó gian chân lắm. Người ta có sân khấu đàng hoàng, còn mình thì đứng hát dạo gì có buồn dữ không anh Cường? Thì nói chung ra cũng nói chung có nạt có mỡ. Cũng có lúc cái thời mà cũng có một thời cũng đờn trên sân khấu đồ này nọ chứ đâu phải gì. Nhưng mà tại vì thời gian sau này cái karaoke nó nhiều quá không? Rồi cái bắt đầu mình không có đờn trên cái vụ chỗ này chỗ nọ sân khấu nữa chứ. Cái hồi đó thì đàn sân khấu đồ này nọ thì cũng có la gai hoài chứ đâu phải đi như vậy. Nhưng mà cái thời gian sau á còn kẹo kéo đồ nó ra rồi ca máy karaoke đồ nó nhiều rồi người ta ca đó ta mới thuộc bài ta không thuộc bài ca này nữa cho nên là mình ít cho nên mình phải đi ví dụ đầu này đầu nọ mình lội ngoài đường ngoài xá rồi có mỗi chân quá thì đứng lại chỗ mình làm luôn vậy đó đó chứ sao giờ cái lúc trước có đàn cho sân khấu nữa hả anh Cường? Với dạng như sân khấu mà người ta đám tiệc đó người ta dựng sân khấu rồi đó thì mình cũng lên đàn cũng cái đó cũng gọi là sân khấu rồi mình đâu có cực lội cực khổ gì thấy không. Rồi ví dụ như hồi lúc trước đó, thì cái show diễn của mình là cũng có là diễn cho sân lớn là chung với Châu Thanh đồ Phượng Hằng đâu đó ở với Cần Thơ á chứ không phải không có từng là mình không có từng ấy đâu nhưng mà đều có cái tại vì do là cái cuộc sống mưu sinh của mình mà mình có một thời gì thời khác ăn cơm thì nó cho thịt cũng phải có thịt nạc thịt mỡ mà chứ đâu phải ấy phải không cho nên là mình phải chịu cực mới được tại vì muốn kiếm đồng tiền đó, đâu phải tự nhiên mà nó mình nằm chỗ mà nó bay vô mình đâu còn phải mình phải đi kiếm chỗ này chỗ nọ mình mới có được. Ví dụ như bây giờ mình không thấy đường thì mình dùng cái lời ca tiếng hát của mình đàn ca mình bán những cái chiếc hộp quẹt này là ví dụ như bây giờ bán đi nhưng mà người ta thấy người ta thương mình có thể người ta cho thêm cho này nọ chứ không phải gọi là mình bán không chứ ví dụ như bây giờ hộp quẹt này bán thì đúng gì ra là nó không bằng vé số nhưng mà bán một quẹt nó an toàn học bọn ác nó không có lấy được mà nó có lấy được nó cũng không có bán là cho ai được chứ chính mình là đàn ca đây mình bán người ta ủng hộ mình ta còn chần ai đi hú chi là đi nó lấy rồi nó lên nó một quẹt này đâu bán cho ai được đâu. Dạ. Bởi vậy cho nên là mình chọn cái phương pháp là bán một quẹt hoặc là mình không bán quẹt thì mình bán kẹo hay gì đó ví dụ như thời gian mình đòi bán một quẹt xong cái mình đổi qua mình bán kẹo xong cái đổi ra mình bán tâm xe găng mình đổi tới đổi lui vậy đó đặng mình bán mới được còn ví dụ còn bán vé số á thì đúng là nó dễ thiệt nhưng mà nó cũng có cái khó của nó là bất lợi là người sáng mà còn bị giật hú chi là mình không thấy đường người sáng là nó còn giật được rồi mình không thấy đường thì khỏi cần giật làm gì dễ mà rồi, anh Cường đàn mọi người là đặt vừa rồi em quay đoạn clip của mình có anh lên á mọi người nói là anh đàn phải nói nhịp nhàng rất là chuẩn xác luôn rồi đàn tiếng đàn nghe mùi nghe hay nữa. Trong cái bài bản vọng cổ thì bài bản vắng nào mà nó mùi nhất anh Cường? Đó thì mình nói nếu mà dựa theo bài bản thì không phải nói về bài bản nhưng mà dạng như là nó là cái dạng như là bên quán và bên ai và bên sưng bắt bắt thì nó sơm tụ ha sưng thì nó đờn lên là nghe người ta có được cái mùa sưng ha đờn lên là người ta cảm hứng như là trong mình người ta là người ta nghe được ta cảm giác như nó có cái mùa xuân đâu đó vậy đó đâu anh đàn một bản xuân bản bên còn ví dụ không người ta nói là năm xuân năm ai năm đảo chứ là nó ba bài nam rồi ví dụ như sáu bắc nó ví dụ như mình nó đứng đại diện mấy bài bản lớn vậy thôi còn ví dụ quán rồi ví dụ quán bên giọng mà ngoại quán thì nó gồm có cái gì đó phụng hoàng hay là tứ đại quán hay là này nọ nó nhiều loại cái thể loại quán là tùy theo ví dụ như bản vắng không phải mình đặt chân vô cái đó mùi nhưng mà ví dụ cái đó nó nằm thuộc cái dạng thể loại ai hoặc là thể loại nam thì nó nằm nằm ai hoặc là quán thì nó nằm với dạng như phụng hoàng hay là phụng hoàng tùm lum loại phụng hoàng nó nhiều loại phụng hoàng thấy không dân dân và dân dân ví dụ phụng hoàng cái lương rồi phụng hoàng lấy nghi phụng hoàng tàu vậy đó rồi ví dụ quán tứ đại quán rồi bồi thủ tứ đại quán sắp con đầu chứ nó nhiều loại thấy không bên ai quán thì nói chung nó cho bên quán thì có dân gồm có là dân thiên tường rồi đó nói chung vậy nó nhiều loại thấy không nhưng mà ví dụ như nó nằm nếu mình đơn đờn trúng cái bài đó mà nó nằm thuộc cái dạng nào thì nó mùi theo cái dạng đó đó bây giờ anh đàn cho em một lớp năm xuân đi xuân phải không dạ năm xuân đi ừ.
Cầu Nam Sơn hay quá. còn quán thì nó buồn hơn đúng không anh? Quán thì nó trông ra nhiều loại, nó nhiều bài trong đó lắm. Dạ. Chứ chú giờ bây giờ ông kêu đàn cái bài quán đàn, ví dụ như giờ đàn cái giọng của quán thì ta hạ lựa cái bài nào nó nằm giọng quán thì ta đàn thôi. Dạ, cái bài nào mà nó mùi mà bi nhất anh? Thì nó trông ra trong đó thì có bài Dân Thiên Tường đó. Dạ. Bài Dân Tường là mùi nhất. Mà mùi còn nhiều bài mùi nữa. À, anh đàn cho em 8 câu Phụng Hoàng đi anh Cường. 8 câu ha. Hát được không? Có thuộc lời bài nào Phụng Hoàng không? Phụng Hoàng thì Phụng Hoàng thì thiếu gì? Dạ. 8 câu có, 12 câu có. Dạ, anh hát luôn được không? Hát được. Dạ. Mời anh. Bây giờ là bây giờ theo Bùi Hồ nói là Phụng Hoàng, nhưng mà bây giờ hát dây nào? Ví dụ như dây đào hay dây kép hay dây xề. Ủa, anh hát dây nào cũng được hết hả? Món ca dây đào cũng ca được hết, nhưng mà đi vô dây đào dây kép đi. Dây kép thì nó không mùi bằng dây đào nha, dây đào thì mùi lắm. Rồi vậy anh hát dây đào đi, nam mà hát dây đào luôn mới giữ, tại vì dây đào là của nữ mà. Không, dây đào là đúng của nữ, đúng cái lực của nó, nhưng mà theo về cái bài hát á, đúng cái bài hát là người nam phải buộc lòng hát phải dây đào nó mới mùi, nó cũng có nữa. Bài Phụng Hoàng đó đó không? Rồi em mời anh. Để vô nè. Quên bấm này lên cái rồi. 1, 2. Giờ là Phụng Hoàng 8 câu dây đào. Nhung ơi sao em đành đoạn bỏ cha đi khi con thu vừa lớn hay tuổi. Trong khi anh vẫn còn ta thương yêu em. Hãy subscribe.
Hay quá. Tám câu Phụng Hoàng đó, cái đó là dây đào. Dạ. Còn dây kép là cái giọng nghe nó khác nữa. À. Nhưng mà nó vẫn là Phụng Hoàng, nhưng mà cái giọng mình ca thì nó vẫn là Phụng Hoàng thiệt, nhưng mà cái hơi nó nghe nó khác. Dạ. Đó. Còn ví dụ như giờ tám câu Phụng Hoàng dây đào phải không? Rồi xong bây giờ tám câu Phụng Hoàng dây kép. Hay là ví dụ như Nam Mai dây kép thì nãy là Nam Mai dây xài rồi đó. Dạ. Nãy hát cái đoạn Nam Mai dây xài đó. Dạ. Nam Mai mà chết trong cái tuần nãy nói tự nhiên là nói rồi cái quên rồi tại nãy là nói rồi là chết trong cái tuần Tô Bánh Nguyệt. Tô Bánh Nguyệt. Nãy đó là hát dây xài đó. Dạ. Buổi tối bán thấy ít người mua anh Cường ha. Dạ đúng rồi, giấc tối, bởi vì cho nên ít có làm giấc tối đó. Tại lâu lâu buồn buồn ra đứng chơi chơi chắc mát mát cũng vô. À, nhà trọ của mình là bao nhiêu một tháng anh Cường? Nhà trọ thì đó cho nếu mà theo cho anh không thấy đường thì mướn tháng có 500 thôi, còn tại vì mấy người khác thì người ta cho khác kiểu vậy đó. Tại vì anh bị khiếm thị á. Dạ. Nên là nữ là người ta lấy ghẻ lại. Lấy ghẻ lại. Dạ. Anh Cường anh đàn nhiều bài lắm. Nói chung là 3 năm 6 bắc hình như là đàn được hết rồi anh Cường. Nói chung là tại vì mình hồi lúc trước thì đàn cái gì cũng được. Nhưng mà sau này mình đi vừa đàn vừa hát đàn có mình một khác á. Có đàn gì nói hết thì mình không gọi là hết được đâu. Tại nó quên nữa. Dạ. Bỏ lâu quá số bài nó đâu có nhớ. Anh đàn cho em nghe bài Tử Quy Từ anh Cường. Tử Quy Từ ha. Dạ. Nó cục chứ nó không dài, nhưng mà đợt lập lại lập tới lập đuôi mấy đoạn vậy cũng vậy à. Dạ. Từ nó cục cái vậy đó. À, nó còn nhiều như, lớp. À, nhiều lớp nhưng mà nó cục rút à. Dạ. Còn ví dụ như Tam Pháp Nhập Môn nè. Dạ. Ví dụ như là bây giờ Hàng Giang. Dạ. Cái bài Hàng Giang nè. Dạ. Cái bài này là bài mấy thằng dê á, nó ca trong tuần cái lương á. Anh hùng bài nào hả? Ví dụ như Hàng Giang nè, ca nó có nó cục nhưng mà ví dụ nè. Một phút trước đây nàng đã có uy quyền, say tiếc ta thì đã phải đi nằm nhà khách có giường có thể khác, tôi chỉ để nằm mơ mà ngủ. Và bây giờ ta có lần trên đường đường đã ai có giường. Hàng Giang á. Cái bài mẫu một cái trong đó lên chữ hát vậy đó. Trời. Đó. Nhưng mà phải nói là nhờ có tiếng đàn mà anh Cường lại có cuộc sống nó vui hơn đúng không? Có lời ca tiếng hát nó lại giúp cho anh nó có màu sắc hơn đúng không anh Cường? Dạ.
Bây giờ mình không thấy đường thì mình nhờ cái tiếng đờn này nọ đồ nó. Ví dụ như bây giờ không thấy đường cái gì cũng tưởng tượng không à. Bây giờ mình tưởng tượng, mình vô tưởng tượng vô đờn đó thì nó hay hơn. Dạ. Vậy đó. Bắn nhạn hả anh? Bắn nhạn, cái bài tên Bắn nhạn. Bắn nhạn phải không? Bắn nhạn hay quá. Rồi ví dụ nó còn có trung thu rồi khúc ca qua chút rồi đây nọ, nó nhiều lắm, bài nhiều bài lắm, rồi tùm lum cho nó. Nói chung là nhiều cuộc sống mưu sinh anh Cường ha. Dạ, dạ, cố gắng làm nữa dạ. Là anh em mình cũng có duyên gặp nhau cũng được mấy lần. Dạ. À, đây lần là đầu tiên gặp anh buổi tối như thế này. Anh có thuộc một câu dân cổ giọng cổ nào trước khi anh em phải về lại công việc nữa? Rồi. Có một câu giọng cổ nào xuống câu giọng cổ thôi không được nữa. Rồi rồi bây giờ dạ. Ca cái bài này đi. Cái bài của anh Nam nó ca đây là. Nhưng mà không phải là cái bài bữa hổm nghe. Dạ, bài khác. Bài khác. Bài này là cái bài bỏ ngày anh có cái gì cái bản gì tình yêu và tấn cướp á. Dạ. Nhưng mà bài này của hài ca nha. Dạ. Anh quay cái này xích ra đường đi. Dạ. Đó, bài gì đâu. Rồi sau đây Phú Cường sẽ trình bày một cái câu giọng cổ hài tình yêu già tư cướp. Nam mô đại từ đại bi vô cổ vô nặng thương làm tôi cổ chạy ra. Nam mô thôi 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 tụng kinh đi. Trời ơi bà mẹ tụng kinh vậy mà nó nói tôi thầy nó nói vậy mà nó tắm tôi không cho tôi tụng kinh tôi thay vậy trời. Cho tiền anh à? Rồi. Cho 9.000. Có đôi khi thì vậy ta không có lấy đồng quẹt. 8.000. 8.000. Dạ. Thôi cũng được, cũng quý. Dạ. Có lòng mà. Dạ. Anh bữa nay lấy hơi của thành anh Nam thôi anh Cường. Hơi thành Nam. Không còn đoạn nữa, không sao. Dạ. Anh chăm tôi thì chết mày chưa, thằng chó đẻ bé giàu rồi anh này. Đại ca về đã ra đây ta để bỏ về đây.
đàn xuống đám hoa Di Đà chùa. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Hôm nay thì cũng hơn 30 phút để mà gặp anh ở ngay tại một cái con đường vắng như thế này. Trời trong tối cái bài hát. Cái bài Tình Yêu Bây Giờ Tới Cướp này thì nghe thì chỉ nghe thôi, nhưng mà nó cũng có, nói chung ra nó không thuộc rành, nhưng mà chỉ có câu đó à, tiếu tiếu vậy đó. Dạ. Bị hơi lộn lộn văn vậy thôi, chứ nếu mà anh tiếu hay lắm bài dạ. này nè. Dạ. À, ngày hôm nay thì em đến đây em gặp được anh. Dạ. Thì nói chung là cuộc sống mưu sinh mà anh nữ là quý, cái trân quý anh là anh vẫn buôn bán để mà mưu sinh cho mình, và cũng như là cho gia đình, cho vợ anh cùng với con của anh. Dạ. Chịu chấp nhận cái cảnh xa xứ đi lang thang đầu đường xó chợ để mà em cũng mong mọi người sẽ đồng cảm với anh nhiều hơn. Và em thay mặt trên Phương ở Mỹ á, dạ, gửi cho anh 1 triệu. Dạ. Để anh gửi này được 2 tháng trọ nè. Dạ rồi, vậy cảm ơn. Nói chung ra thì cũng Phú Cường cũng phát biểu là cảm ơn anh Phương ở Mỹ, và cảm ơn Bùi Hồ TV đã lặn lội tới để mà tìm Phú Cường để mà gửi những cái phần tiền cái anh Phương bên Mỹ tới tại Phú Cường, để giúp đỡ cho Phú Cường trong cái lúc khó khăn, coi như là đi tàu tàn tảo buôn bán, nhưng mà anh Phương cũng có lòng để ý tới Phú Cường. Rất là cảm ơn anh Phương, và chúc anh Phương làm được công việc gặp nhiều may mắn, và chúc Bùi Hồ cũng là nói chung ra đi đâu cũng nói chuyện cho lưu lót và quay cho nó im ha. Cảm ơn Bùi Hồ rất nhiều ha. Dạ anh Bùi Hồ TV. Dạ. Dạ em chào anh, cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh ha. Dạ. Một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn anh Phương ở Mỹ ha, cũng như là cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các cô bác quý chị quý mạnh quân đã đồng hành với Bùi Hồ trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video tiếp sau.